Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Top 10 xe bán chạy tháng 7, Sander độc chiếm ngôi đầu, Vios lại mất hút. Sau một tháng dẫn đầu top 10 với hơn 2.000 chiếc, Toyota Vios lại một lần nữa mất hút khỏi danh sách các xe bán chạy. Trong khi đó, Mitsubishi Sander với lượng bán ra gấp đôi tháng trước đã độc chiếm top 1. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, liên doanh Hyundai Thành Công và VinFast cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 tiếp tục ghi nhận những gam màu sáng sủa. Hầu hết các mẫu xe bán chạy đều có doanh số tăng trưởng cao hơn so với những tháng trước đó. Ở top những xe có doanh số cao nhất tháng 7, Mitsubishi Sander lại một lần nữa khiến nhiều người phải nhắc tên khi đạt doanh số tới gần 2.600 chiếc, gấp đôi so với tháng 6 và vươn lên dẫn đầu thị trường. Mazda CX-5 cũng là mẫu xe có doanh số tốt nhờ ra mắt phiên bản mới và giá bán hấp dẫn. Theo hướng ngược lại, trong khi Toyota Vios vừa dẫn đầu thị trường tháng 6 thì ngay tháng sau đó lại mất hút khỏi top 10, cùng bị bật top với Vios còn có người anh em Veloz Cross. Như vậy, Toyota chỉ còn duy nhất cái tên Corolla Cross được góp mặt trong top 10. Hãng xe Việt Nam VinFast vẫn tiếp tục duy trì có hai đại diện trong top xe bán chạy. Tuy nhiên, cái tên VF5 Plus trong tháng 7 đã thay thế đàn anh VF8 để cùng với VFE34 đứng trong danh sách này. Dưới đây chi tiết 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tháng 7 năm 2023. 1. Mitsubishi Sander 2.586 chiếc. Với doanh số tháng 7 vừa qua là 2.586 chiếc, Mitsubishi Sander tăng tới 102% so với tháng 6, 1.283 chiếc, đồng thời dẫn đầu thị trường một cách tuyệt đối. Doanh số lũy kế của Sander 7 tháng đầu năm 2023 đạt 10.568 chiếc, cũng là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm này. Mitsubishi Sander phiên bản nâng cấp mới xuất hiện từ tháng 6 năm 2022, được phân phối với 4 phiên bản, đều sử dụng động cơ 1.5 lít, giá bán của Sander 2022 từ 555 triệu đồng. Riêng phiên bản Sander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2 năm 2023 có giá cao nhất là 698 triệu đồng. 2. Mazda CX-5 1.665 chiếc. Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam có doanh số trong tháng 7 là 1.665 chiếc, tăng 34% so với tháng 6, 1.246 chiếc. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023, Mazda CX-5 bán được 7.088 xe. Đầu tháng 7 vừa qua, Mazda CX-5 2023 được ra mắt với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium với giá lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu. Trong đó, người mua bản Premium có thể lựa chọn thêm hai gói tùy chọn Sport thêm 20 triệu đồng hoặc Exclusive thêm 40 triệu đồng. 3. Hyundai Accent 1.375 chiếc. Mẫu sedan của Hyundai đạt doanh số trong tháng 7 năm 2023 là 1.375 chiếc, giảm gần 11% so với tháng 6, 1.539 chiếc, tuy vậy vẫn giữ nguyên được vị trí thứ 3 trong top xe bán chạy. 7 tháng đầu năm 2023, đã có 8.827 chiếc Hyundai Accent được bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Hyundai Accent hiện được liên doanh Hyundai Thành Công phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4 lít, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng. 4. VinFast VFE34 1.181 chiếc. So với doanh số 1.007 chiếc ở tháng trước, mẫu xe điện VFE34 của VinFast đã tăng tới 17%, lên 1.181 chiếc. Kết quả trên giúp VFE34 tăng 3 bậc trong top 10 so với tháng trước. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra 6.253 chiếc VFE34. VinFast VFE34 ra mắt và đến tay khách Việt vào cuối năm 2021 và đã gặt hái được những thành công nhất định. Mẫu xe được định vị ở phân khúc CSUV này hiện chỉ có một phiên bản duy nhất với giá bán 690 triệu đồng, chưa gồm VIN. 5. Ford Ranger 1.175 chiếc. Ford Ranger trong tháng 7 năm 2023 đạt doanh số 1.175 chiếc, giảm khá mạnh tới 26% so với tháng 6, 1.585 chiếc. Doanh số khiến vua bán tải tụt 3 bậc, xuống vị trí thứ 5 trong top 10, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023. Ford Ranger bán ra 8.775 xe, vẫn tỏ ra không có đối thủ ở phân khúc xe bán tải. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản kèm mức giá công bố 659 triệu đồng cho bản XL, 3 phiên bản XSL có giá lần lượt 665 triệu, 688 triệu và 756 triệu đồng. Phiên bản XLT có giá 830 triệu đồng và bản cao nhất Wildtrak bán với giá 965 triệu đồng. 6. Toyota Corolla Cross 1.125 chiếc. Kết thúc tháng 7 năm 2023, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 1.125 chiếc, tăng tới 88% so với tháng trước, 600 chiếc. Kết quả này giúp Corolla Cross
trở lại với top 10 ở vị trí thứ 6. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, Toyota Corolla Cross bán được 7.466 chiếc. Toyota Corolla Cross được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản, tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan. 7. Kia Sonet 1.030 chiếc. Mẫu xe duy trì doanh số cao trong tháng 7 với 1.030 chiếc bán ra, tăng nhẹ 7% so với tháng trước, 960 xe. Cộng dồn trong 7 tháng đầu năm, mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ của Kia bán ra tổng số 5.466 chiếc. Kia Sonet được THACOKIA ra mắt vào cuối năm 2021 và gặt hái được khá nhiều thành công từ đó đến nay. Hiện, Sonet được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản bao gồm một bản số sàn và 3 bản số tự động. Giá bán dao động từ 499 đến 609 triệu đồng. 8. VinFast VF5 Plus 1.000 chiếc. Tân binh nhà VinFast là VF5 Plus có lần đầu tiên lọt vào top xe bán chạy với doanh số tròn 1.000 chiếc, tăng 64% so với tháng trước, 609 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, VF5 Plus bán ra thị trường 1.977 chiếc. VinFast VF5 Plus thuộc phân khúc ISUV mới ra mắt và đến tay khách hàng vào cuối tháng 4 vừa qua. Giống như người đàn anh VFE34, VF5 Plus cũng chỉ có một phiên bản duy nhất với giá bán 458 triệu đồng, không kèm pin và 538 triệu với hình thức mua đứt pin. 9. Kia Seltos 905 chiếc. Mẫu crossover cỡ B của Kia đạt doanh số 905 chiếc, tăng 11% so với tháng 6, 803 chiếc và tiếp tục đứng chân trong top 10 xe bán chạy ở vị trí thứ 9, tổng cộng trong nửa đầu năm 2023. Seltos bán ra được 4.209 chiếc. Hiện, Kia Seltos vẫn được Thaco lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Mỗi phiên bản có hai tùy chọn động cơ 1.4 lít turbo hoặc 1.6 lít giá niêm yết của Seltos từ 599 đến 699 triệu đồng. 10. Ford Everest 851 chiếc. Với 851 chiếc được bán ra, Ford Everest có doanh tăng tới 66% so với tháng 6 với 513 chiếc. Điều này vừa đủ để giúp mẫu DSUV của Ford được xướng tên trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Trong 7 tháng đầu năm, đã có 5.262 xe Ford Everest đến tay khách hàng. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,99 đến 1,452 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel i4 2 lít tăng áp đơn, trong khi đó bản cao nhất Everest Titanium cộng sử dụng động cơ diesel 2 lít biturbo. Ô tô điện cỡ nhỏ đắt khách. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 năm 2023 với 3.042 ô tô bán ra thị trường. Trong đó, với doanh số 1.181 chiếc, VFE34 dẫn đầu doanh số trong tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, mẫu xe hạng AVF5 Plus tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng khi tiêu thụ được 1.000 chiếc, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Doanh số mẫu SUV full size hạng sang VF9 cũng tăng trưởng nhẹ so với tháng 6 với 418 xe bán ra. Lũy kế đến hết tháng 7, đã có 6.253 xe VinFast VFE34 và 4.998 xe VF8 đến tay khách hàng. Riêng hai mẫu VF9 và VF5 Plus mới được giao cho khách từ tháng 3 và tháng 4 năm 2023, cũng đạt doanh số lần lượt là 1.452 và 1.977 chiếc. Tổng cộng, VinFast đã bàn giao 14.680 ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường trầm lắng hiện nay. Tập đoàn Thành Công ngày 12 tháng 8 cũng thông báo kết quả bán hàng tháng 7 năm 2023 với doanh số 4.035 chiếc. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 7 khi tiêu thụ được 1.375 chiếc. Hyundai Creta và Hyundai Grand i10 lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với số doanh số 551 và 515 chiếc. Hyundai Santa F đứng thứ 4 với 294 chiếc được tiêu thụ trong tháng này. Mẫu Hyundai Tucson với 259 xe bán ra đứng ở vị trí thứ 5, Hyundai Elantra đứng thứ 6 với 183 xe bán ra. Hyundai Stargazer đạt doanh số 150 chiếc trong tháng 7 năm 2023. Tính chung 7 tháng đầu năm, tập đoàn Thành Công đã tiêu thụ được 32.046 ô tô thương hiệu Hyundai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.